Xin chào tất cả các bạn, mình là Thao, chuyên thiết kế đồ họa và sáng tạo nội dung của TPC24.com. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn phần mềm làm video marketing hết sức độc đáo, giúp các bạn yêu thích làm video có một video giới thiệu bản thân và sự kiện thật là đẹp. Và nhất là các bạn làm marketing có một công cụ vô cùng tuyệt vời để sáng tạo nội dung video từ các bài viết text sang video motion graphic sinh động, phục vụ cho các chiến dịch PR vô cùng tiện lợi. Đó chính là phần mềm viết tay Video Scribe. Sở dĩ mình muốn giới thiệu với các bạn phần mềm này vì một số lý do: giao diện và quản lý thân thiện, các thao tác làm việc rất nhanh và đơn giản, nhất là có một thư viện hình ảnh và nhạc có sẵn vô cùng đồ sộ phong phú, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu sáng tạo nội dung của các bạn, và còn rất nhiều điều thú vị nữa là mình xin giới thiệu với các bạn thêm. Ok, tiếp theo là cài đặt phần mềm. Các bạn chưa có phần mềm và bộ cài đặt thì các bạn có thể đánh từ khóa Video Scribe và tìm kiếm trên Google. Đây, nó sẽ có rất nhiều các link của để download. Các bạn có thể, nếu các bạn khó khăn trong cái việc crack hoặc là tại phần mềm, thì các bạn có thể gửi mail cho mình để mình gửi cho các bạn link và cách hướng dẫn cài đặt phần mềm và mail liên hệ .tpc24@gmail.com. Mình sẽ gửi link và hướng dẫn cách cài đặt cho các bạn. Ok, chúng ta tiến hành vào hướng dẫn phần mềm. Hiện tại phần mềm đã có bản mới nhất là 2.3.6, nhưng hiện tại mình vẫn dùng bản cũ, không vấn đề gì, các bạn cũng có thể update thêm phiên bản mới hoặc là không. Đây, mình sẽ tắt đi. Đây, giao diện phần mềm khi chúng ta bật lên nó sẽ có, trước tiên là mail, hai là password. Các bạn trước khi muốn sử dụng phần mềm này thì các bạn sẽ tạo một account mới và password mới vào, khi bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ đăng ký. Thì đấy, phần mềm sẽ gửi một mail để xác nhận. Các bạn bấm vào, các bạn kiểm tra hòm mail của mình và xác nhận. Thì khi đấy, các bạn sẽ dùng cái đấy để đăng nhập vào phần mềm. Mình đã đăng nhập rồi nên mình sẽ dùng luôn phần cái địa chỉ của mình, một cái account của mình. Đấy. Đây, các bạn đã vào login. Đây là giao diện thứ hai của phần mềm. Ở giao diện này sẽ có dấu cộng, đây chính là chúng ta tạo một cái project mới, hay là hình đám mây này là chúng ta sẽ lấy một video khi chúng ta đã up lên đám mây và kéo về. Và tiếp theo là các cái project mà mình đã từng thực hiện. Ở dưới đây sẽ có là folder, chính là phần mà chúng ta lưu các cái project mà ở nơi khác về, chẳng hạn đây, chẳng hạn mình đang làm số phương giấy mình đang lưu ra ngoài, đây sẽ có bên này. Cái thứ hai là phần cài đặt, đây là phần cài đặt mặc định cho phần mềm. Trước tiên là auto save setting, tức là cái thời gian mà phần mềm tự động save. Tiếp theo là transition time, tức là phần này tức là phần thời gian chuyển cảnh mặc định. Thứ ba là pause time, tức là cái thời gian mà dừng nghỉ của một cảnh. Thứ tư là mark time, tức là cái thời gian mà diễn ra cái hiệu ứng đấy. Thứ ba, thứ cuối cùng là default image quality, thì đây chính là phần chất lượng của ảnh khi mình nhập vào. Ok, các bạn có thể để mặc định như mình, vì là hoặc các bạn có thể để mặc định khác. Đây, các bạn có thể tăng hoặc giảm, đây tăng hoặc giảm cái thời gian của nó. Đây là tính bằng giây, đây là có thể tính bằng, đây là tính bằng giây, còn đây là tính bằng phút. Thường thì mình hay để tầm khoảng 2 đến 3 phút, và thời gian chuyển cảnh mình để tầm khoảng 2 giây. Thời gian nghỉ thì tùy thuộc vào cái hình ảnh và cái nội dung của các bạn. Phần này thì mình cũng chỉ để 1 đến 2 giây thôi, còn chất lượng hình ảnh thì các bạn cũng có thể 1080 hoặc có thể cao hơn. Ok, các bạn sau khi các bạn thiết lập xong thì các bạn bấm vào đây. Đó, vì là hướng dẫn mới nên mình sẽ tạo một cái project mới, thì các mình bấm vào dấu cộng này thì chúng ta sẽ tạo một cái project mới.
Và đây là màn hình làm việc của mình, gồm các cái công cụ. Đây, có công cụ trên và dưới đây. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lần lượt các công cụ và công dụng của các công cụ này. Trước tiên là mình đã có làm sẵn một cái công cụ cho cái phần cho các bạn để các bạn có thể nhìn vào đó để xem rất là trực quan. Đây, đây là cái mình đã viết sẵn ra để cho các bạn. Đây, đây cái công cụ đầu tiên đấy. Đây các bạn nhìn thấy có cái hình giống như nó quay lại đây, đây chính là quay lại cái project trước đấy của mình. Đây chính là lại quay lại cái trước khi quay lại ấy, thì phần mềm sẽ yêu cầu chúng ta sẽ là lưu cái file mình vừa mới tạo mới. Đây các bạn có thể lưu, đây các bạn bấm vào đây và đây chính là quay lại cái phần cái màn hình vừa trước đấy của mình, đúng không nào? Đây đây chúng ta sẽ quay lại đây. Khi mà quay lại phần hình mới mà muốn quay lại cái phần là mình vừa làm việc thì mình bấm đây. Đây có các cái trước đấy chúng ta vừa làm việc đây, các bạn bấm vào đây và ok. Đây quay lại phần mềm đây, nó thứ hai là lưu file. Đây lưu file, đây công cụ lưu file, các bạn lưu tên vào đây, các bạn bấm vào đây. Đây là cái folder, đây là các bạn có thể lưu file ra, xuất cái file này ra một cái nơi khác lưu trong máy. Thì bình thường mặc định của phần mềm là sẽ lưu vào ổ C của máy luôn, và mình muốn lưu sang một cái nơi khác thì mình có thể bấm vào đây và đây. Ở đây ta có thể lưu tên một cái tên khác vào. Ok, cái thứ hai là phần nhập hình ảnh. Đây nhập hình ảnh, nhập hình ảnh thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta nhập từ bên ngoài, đây các bạn bấm vào folder này, các bạn có thể nhập các hình ảnh này, hình ảnh đây các bạn có thể nhập các cái hình ảnh vào đây chẳng hạn, các bạn có thể nhập các cái hình ảnh vào. Đây, sau khi nhập hình ảnh vào thì phần mềm sẽ có một số cái lựa chọn cho các bạn. Đây là các cái phần mà nó có thể phần mềm có thể tự vẽ vẽ ra vào đây. Bình thường mình sẽ hay chọn cái này đây chẳng hạn, đây các bạn thấy chẳng hạn, đây đây là công cụ nhập, đây nhập hình ảnh. Và nhập hình ảnh cái thứ hai đây nó sẽ có nhập cái này là từ thư viện của phần mềm. Thư viện của phần mềm thì nó có rất nhiều các hình ảnh mà đây các bạn có chờ một chút, thì là phần này phần mềm này họ thường up lên đám mây nên mình thời gian chờ nó hơi lâu một chút. Đây đây là các thư viện phần mềm sẽ có các cái nhóm lại với nhau đây chẳng hạn. Đây các bạn đó, đây đây là các phần mũi tên này, thư viện rất là nhiều các cái hình ảnh có sẵn các bạn có thể sử dụng. Đây đây các phần mềm có sẵn rất là nhiều, phục vụ gần như là hầu hết các yêu cầu của các bạn sáng tạo cái nội dung. Đây rất nhiều phần mềm, đây các bạn có thể import vào một trong các cái này. Cái hình thứ hai ở đây chính là những cái mà chúng ta vừa sử dụng trước đấy. Đây là các những cái mà chúng ta sử dụng trước đây, chính là cái hình có cái đồng hồ này. Đây còn đây là hình ở thư viện của phần mềm, đây chúng ta có thể lấy đây đây chẳng hạn, đây đây là thư viện của phần mềm. Ok tiếp theo là phần nhập text. Đây nhập text các bạn bấm vào đây thì phần mềm sẽ lên phần để các bạn nhập text vào. Đây, đây là giao diện của phần Attack. Các bạn có thể đánh trong phần mềm này, một số bạn thường thắc mắc là không thể đánh được không tiếng Việt, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là
đánh tiếng Việt bằng phần mềm. Đây, trước tiên thì các bạn mở phần mềm Unikey ra và các bạn chọn phông TVCV ABC này. Đây, chọn phông này. Thứ hai là khi vào phần mềm này thì các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn các phông .vn. Đây, các phông .vn. Thì các bạn, đây, phần mềm sẽ import. Đây, các bạn sẽ import các cái phông .vn vào. Thì trong đây thì mình đã có add sẵn rồi. Thì mình có thể sử dụng đây chẳng hạn. Đây, chẳng hạn. Đây, cái phần này thì các bạn yên tâm là sau khi mình đánh xong thì sang phần mềm sẽ hiển thị được tiếng Việt. Đây, đây chính là đánh bằng tiếng Việt, rất là có lợi. Thì một số bài chia sẻ thì mình thấy các bạn thường dùng phần mềm thứ ba, vì mình nghĩ là phần mềm thứ ba thì nó hơi phức tạp. Thì các bạn làm cùng trên một phần mềm thì việc này sửa chữa hoặc là các cái phần thêm bớt thì nó có thể đơn giản hơn, không mất nhiều thời gian. Đây là phần text. Đây, nhập chữ đây. Ok. Tiếp theo là nhập bản đồ. Đây, nhập bản đồ. Đây. Nhập bản đồ. Thì ở đây có một số lựa chọn. Đây, đây là một số kiểu bản đồ này, cũng như là bản đồ đường này, các cái ba này, ven. Đây, đây là tên, ví dụ như các bạn đánh chẳng hạn như hàng 1 này, phẩy này, hàng 2 phẩy, hàng 3. Ở dưới đây là số liệu chẳng hạn như 5 phẩy cách 10 phẩy cách 25 chẳng hạn. Đây, các bạn sẽ bấm vào đây. Đây, đây chính là phần mình, bạn chờ chút. Đây, mình sẽ đánh vào color phần này. Đây, vào color này nó sẽ có hiển thị màu, màu ở các cái bản đồ này. Đây, đây là biểu đồ này, sẽ có cái màu này chẳng hạn. Đây là biểu đồ hình tròn, các bạn có thể thay đổi đây để line chẳng hạn này. Đây, rất là hay. Đây, để line. Còn đây chẳng hạn, bạn cũng có thể, đây, đây là cột chẳng hạn. Đây, cột đây. Bạn sẽ thấy rất là đẹp, đúng không nào? Đây là cột. Đây, nó sẽ có rất là màu. Các bạn cũng có thể thêm các hàng khác, ví dụ như là hàng 4 chẳng hạn, vân vân. Ở đây, ví dụ như là thêm số liệu chẳng hạn, các bạn phải 50 chẳng hạn. Đấy, các bạn, đây. Đây, các bạn đã thấy chưa? Nó sẽ ra được 4 hàng. Ok. Tiếp theo là phần nhạc. Đây, các bạn sẽ nhập nhạc vào. Đây, nhập nhạc vào đây. Ở đây thư viện thì có rất là nhiều nhạc. Phần mềm này mình thấy rất là thích, bởi vì nó cũng có rất là những cái thư viện nhạc với cả hình ảnh rất là phong phú. Đây, các bạn có thể có rất nhiều nhạc. Đây, các bạn có thể nghe thử. Đây. Đấy. À. Đây, các bạn thêm vào đây, thêm nhạc vào. Đây. Phần mềm mà đang tải từ trên đám mây của về nên nó sẽ hơi lâu một chút. Đây, sẽ có nhạc ở nó ở dưới cái chân nền này. Ok, tiếp theo là phần thu âm. Đây, nó có cái mic này. Khi các bạn bấm vào thì các bạn sẽ hát hoặc đọc bất cứ cái gì các bạn. Đây, các bạn sẽ có phần này. Các đây, bạn bấm vào nó sẽ ghi âm cho các bạn. Ok. Tiếp theo là thay đổi nền. Đây, thay đổi nền. Đây, đây là các cái nền mặc định của phần mềm. Các bạn có thể thay đổi, chẳng hạn như hiện tại là nó đang màu trắng chẳng hạn. Đây, các bạn có thể thay một cái màu xám này chẳng hạn. Đây, đây là thay đổi nền. Đây, đây, đây là, đây, màu khác chẳng hạn. Đây, các bạn có thể thay đổi màu của nền bằng cách bấm vào đây. Nó sẽ có các bảng màu cho các bạn thấy để đây. Đây, rất là nhiều màu sắc. Đây, ok. Tiếp theo là phần bàn tay. Sẽ là để hiển thị các cái phần mà các bạn làm kỹ xảo viết tay. Đây chẳng hạn. Đây. Đây chẳng hạn, đây. Đây, mình sẽ làm một cái ví dụ cho các bạn chẳng hạn. Đây chẳng hạn nha. Đây. Các bạn chọn nút này chẳng hạn.
Đấy. Ok. Thấy tuyệt không? Đấy, là tuyệt vời. Nào, tiếp theo là for review, sau đó chúng ta xem từ đầu đến cuối. Đây. Đây chẳng hạn nha, mình sẽ đổi phần này chẳng hạn. Đây chẳng hạn các bạn đây, review. Ok. Nốt tiếp theo là xuất file. Đây các bạn bấm vào đây. Sau khi mà các bạn làm xong ấy, thì các bạn sẽ bấm vào đây để xuất file. Đây. Các bạn sẽ bấm vào hôm nay để lưu file. Đây. Thường thì mình hay chọn định dạng là QuickTime này và để đây 1080 Full HD 25 frame rate, đây là tên. Và đây là bấm, khi bạn bấm vào đây là lưu vào cái đường dẫn của mình muốn xuất cái file đấy. Khi mà bấm vào đấy thì ở đây cũng có một số các cái định dạng khác, ví dụ như là YouTube chẳng hạn, Facebook. Đây, PowerPoint đây. Ok, đây là các cái công cụ để sử dụng để chúng ta làm việc trên phần mềm. Và tiếp theo là một số cái công cụ khác. Đây là nút cắt hoặc xóa. Ví dụ đây chẳng hạn, ví dụ như mình đây chẳng hạn, mình bấm vào nó sẽ cắt hoặc xóa đi. Nút tiếp theo. Tiếp theo là copy chắc là đây, ví dụ như hình này chẳng hạn nhé, mình bấm vào copy này. Đó là dán hay paste vào đây, paste vào đây. Đây sẽ được hai cái hình đúng không nào? Đấy, rồi mình tắt cái này đi. Cái nút thứ ba cái là đặt khung cam. Ta khung cam là thế nào? Đó là cái hình mà mình muốn nó hiển thị như thế nào thì đây. Ví dụ như là mình muốn nó như thế này chẳng hạn, thì đây khi mà bạn bấm vào select cam thì đây, các bạn sẽ preview đây. Đây, nó sẽ ra hiển thị đúng cái khung hình của các bạn như thế này. Ok, và tiếp theo là xóa cái cài đặt cam này. Đây chính là chúng ta để lại cái cam mặc định của phần mềm. Đây, mình sẽ bấm vào đây. Đây, đây là cái ca mặc định phần mềm nó sẽ ra được như thế này. Ok. Và cái cuối cùng là hình tắt hiển thị cái hình này đây, thì là cái mặt này. Đây, bật hoặc tắt này. Ok. Cái ba là chúng ta thay đổi thuộc tính của nó. Đây, thuộc tính của nó chẳng hạn. Ở trước là mình dùng bàn tay để xuất hiện cái này ra thì mình cũng có thể. Đây, mình có thể dùng cái bút vẽ để cho nó ra chẳng hạn. Đây, mình sẽ dùng cái bút vẽ cho nó ra này. Đây chẳng hạn, đây cái bút cho nó ra chẳng hạn. Ok, đây các bạn sẽ xem thử. Đây, ok, đây mình vừa giới thiệu với các bạn là công cụ để làm một cái video. Và đây, và tiếp theo là mình sẽ giới thiệu các bạn làm thử một số đoạn. Ok, đây chẳng hạn, trước tiên ấy thì ví dụ như là mình cũng có thể nhập text vào chẳng hạn. Đây, làm video. Ok, đây khi mà các bạn bấm vào đây này, nó sẽ có bốn cái góc này. Đây là chúng ta có thể kéo to thu nhỏ cái text hoặc là cái ảnh. Đây, còn ở giữa là chúng ta có thể xoay cái video hoặc là cái text này. Đây, ok, đây chẳng hạn, đây mình sẽ nhập một cái hình trong thư viện ở đây. Đây là trong thư viện. Đây, ví dụ như là mình sẽ dùng một cái thư viện này chẳng hạn. Đây chẳng hạn, đây ok. Ok, đây cái hình nào mà mình bỏ vào sau thì nó sẽ hiện cái hình trước. Vậy như mình cho cái này xuất hiện trước chẳng hạn. Ok, đây mình cho cái phần video nó vào đây. Đây chẳng hạn, đây. Và các bạn, khi mà các bạn muốn thay đổi màu của chữ ấy, thì các bạn bấm vào đây. Đây, thay đổi màu hương này chẳng hạn. Đây, ok. Đây mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nha. Thank you.
Ok, đây là phần các bạn làm nha. Đây chẳng hạn, đây tiếp theo giả dụ đây chúng ta có thể add một cái khác chẳng hạn, ví dụ như là cái mũi tên chẳng hạn. Ở đây mũi tên đây chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta thêm một cái hình, đây là hình, ví dụ như là chúng ta có thể lấy một cái hình ở trên thư viện mình đã dùng rồi chẳng hạn. Đây, trên thư viện của nó sẽ có rất nhiều các hình các bạn cũng có thể sử dụng. Đây, mình sẽ làm các bạn. Đây. Còn đây các bạn có thể thiết lập thời gian, đây là thời gian. Các bạn bấm vào đây, các bạn có thể thay đổi thời gian ở đây. Hoặc không các bạn có thể thay đổi thời gian đây. Đây là thời gian của phần kỹ xảo viết tay hoặc là cái phần di chuyển để nó ra. Hai là thời gian dừng, thứ ba là transition tức là thời gian cái chuyển cảnh. Bình thường mình sẽ để tầm khoảng 1 giây chẳng hạn. Đây các bạn sẽ xem. Đây. Các bạn cũng có thể thêm các cái hình ảnh từ bên ngoài, đây hình ảnh từ đây, đây chẳng hạn. Đây, một số cái hình ảnh bên ngoài chẳng hạn. Đây. Đây chẳng hạn. Đây, các bạn là cũng có thể thay đổi đây. Rằng là chính là cái phần viết tay chẳng hạn. Đây là phần viết viết tay. Các bạn có thể thay đổi các kiểu, ở đây nó có dùng rất nhiều các kiểu viết tay này. Các bạn có thể thay đổi này, đây có thể là viết tay hoặc một số cái phần khác chẳng hạn. Đây chẳng hạn như khi một cái hình này chẳng hạn thì mình có thể dùng di chuyển bằng tay chẳng hạn, đây đây chẳng hạn, đây các bạn xem. Đây chẳng hạn như mình sẽ set cam ở đây, set cam như thế này chẳng hạn. Mình bấm vào đây thì cái hình nó sẽ đứng yên như thế. Đấy, đấy, thấy ok chưa? Ok. Tiếp theo là cái phần chúng ta xuất ra, đây xuất ra file chẳng hạn, đây. Đây, mình có thể thử đã. Đây chẳng à, đây là tên file này. Thử nè, QuickTime này. Đấy. Phần mềm này xuất file cũng hơi lâu lâu một chút, các bạn để chờ. Trong khi các bạn chờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn một số mẫu video mình đã từng làm đây. Bồ tí tô Aquina, đẩy lùi bệnh gút, đẹp da, tan mỡ, ngừa cảm mạo. Chiến đấu với bệnh gút bạn chọn cách nào? Thuốc kháng viêm giảm đau, nguy cơ tổn hại gan, suy thận, bệnh thêm trầm trọng. Thuốc đông y khác, sắc thuốc uống kỳ công, bệnh vẫn tái phát.
ưu đãi like, share để lại comment để được miễn phí vận chuyển và nhận khuyến mại mua 4 tặng 1. Giới thiệu khóa học, tranh luận và phản biện. Tranh luận và phản biện, gọi tắt là tranh biện, là hoạt động lâu đời nhất của nền văn minh. Chính vì vậy, tranh biện là tinh hoa của năng lực sử dụng ngôn ngữ. Mục tiêu của khóa học: giúp trẻ luyện tập khả năng ăn nói vượt trội, trang bị cho trẻ một phương tiện để học hỏi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm hiệu quả. Ok, như là đoạn video chúng ta vừa làm xuất xong, phần mềm sẽ review cho các bạn luôn. Đây, như là cái mình vừa mới làm. Ok, đây là bài hướng dẫn cơ bản mình đã hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể vận dụng những cái mà mình hướng dẫn để làm những cái video có thể sinh động hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.